Xin kính chào quý gia chủ. Hôm nay đồ đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu sản phẩm đỉnh Mao Rồng đồng đỏ hun giả cổ. Trên nắp đỉnh có hình tượng kỳ lân vân cầu. Linh thú sở hữu thân hình to lớn, tai to, đuôi gợn sóng, sừng và răng nanh sắc nhọn. Quả cầu được trang trí hình bông hoa. Mặt cạnh của nắp đỉnh xuất hiện khe thoáng hình cánh rơi. Đối xứng hai bên là hoa lá uốn lượn uyển chuyển. Người nghệ nhân đã khắc họa những đường nét tinh xảo tạo nên sự hài hòa giữa các hình tượng trên đỉnh đồng. Như các bạn có thể thấy, tun nền được hun xuống màu, tạo ra sắc nâu, thể hiện một sự hoài cổ, uy nghi, tráng lệ, tạo cho người xem có cảm giác cực kỳ trang nghiêm. Tác phẩm thể hiện sự suôn sẻ, thuận lợi về con đường sự nghiệp, cũng như an nhàn trong cuộc sống. Hình ảnh kỳ lân cũng biểu trưng cho điềm lành. Cảnh song long trầu nguyện ngũ ý mưa thuận gió hòa, phong thủy cân bằng. Nó cũng mang tới nguồn năng lượng dồi dào, tích cực. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.